Chào cả nhà, chiều nay em lên một cây giá thơm anh em nha. Thì cây này vào chậu lọt lòng 50, hành 19-20, đế một cục luôn ha. Đó, nó trải hết mặt mặt chậu luôn kìa. Rồi cây cao thì 1,5 m ha. Cái này thì em sẽ ghép mặt bông buổi sáng vào video cho mọi người nha. Đây em quay buổi chiều rồi, thành ra là mặt bông nó hơi nhầu, nhưng mà nó vẫn còn rực ha, nhìn xe rất là rực luôn. Đó, dành cho anh em mình nào là muốn sưu tầm giống mà dòng giảo mà bông chùm 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 như thế này thì anh em mình cứ lấy về nha, lọc lá đỏ hết. Đây này là một cốt sấy đều hết nha, bằng đều hết, và anh em mình sẽ buông hoặc là anh em mình lấy bo ghép trồng các kiểu thì đều được hết. Cái này thả bơm thì tương lai lắm luôn á, đều hết rồi, về anh em mình chỉ có việc thả thôi. À, để nó trải đều hết luôn á. Này ha. Trải để luôn. Thì từ xe nó vẫn bằng cháy cái cây luôn ha. Đó. Rồi anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nha. Rồi em chào cả nhà ạ.